Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Hôm nay mình sẽ cập nhật một cái thông tin rất là vui cho các đông đông các fan của G97. Jack đăng clip chúc fan dịp 8 tháng 3 để lộ hậu trường MV đang vây mới. Nam ca sĩ tiếp tục khiến fan đứng ngồi không yên với đoạn clip mới. Mới đây, trên kênh YouTube của G97, Jack bất ngờ đăng tải clip mới của nam ca sĩ gửi những lời chúc đặc biệt đến người hâm mộ, nhất là các fan nữ. Nhân dịp 8 tháng 3, Jack xuất hiện trong đoạn clip với diện mạo hết sức rạng rỡ, cùng với đó là trang phục khá lịch lãm, vẫn với cách trò chuyện hết sức thân thiện, chân thành. Jack luôn miệng gọi fan của mình là bà, trong khi lóng ngóng những lời chúc mừng. Chúng ta cùng nghe những lời chúc của anh nhé. Chúc mấy bà lần nữa, mấy bà nữ nha. Ok vậy đó, chứ tôi không biết nói gì hết. Tuy nhiên, một điều đáng chú ý nữa chính là khung cảnh mà nam ca sĩ xuất hiện để quay clip chúc fan. Cụ thể, cái background phía sau có gắn một bảng đèn LED chỉ rất khá là lớn, cùng với đó là chi chít những logo sticker trông rất bắt mắt. Nhiều khả năng đây chính là một trong những bối cảnh cho MV mới của ca sĩ, bởi trước đó không ít lần cộng đồng người hâm mộ của Jack đã truyền tay nhau những bức ảnh hậu trường được cho là rò rỉ từ ekip của giọng ca Hồng Nhan. Trước đó, ekip của Jack đã quyết định đánh úp bằng hình ảnh hé lộ hoạt động mới khiến fan vô cùng ngỡ ngàng. Theo đó, với tấm poster có sự xuất hiện của Jack cùng hai chiếc bóng được cho là ekip sẽ kết hợp cùng mình trong thời gian sắp đến, rất nhiều cái tên được khán giả và fan đưa ra dự đoán, thậm chí đã có những cuộc tranh luận không hồi kết xung quanh các nhân vật sẽ giữ vị trí chủ chốt của dự án trong lần comeback lần này của Jack. Không để fan chờ đợi lâu, hai nhân vật X đã chính thức được hé lộ. Đạo diễn Trần Thanh Huy, biệt danh Huy Rồm, và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Trong đó, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, người được biết đến với khả năng mang đến những thước hình ảnh đầy chất điện ảnh, nhiều cảm xúc cũng như dễ chạm đến người xem, sẽ giữ vai trò giám đốc sáng tạo trong dự án lần này. Riêng đạo diễn Trần Thanh Huy, người giữ vị trí đạo diễn chính của dự án, dẫu không phải là gương mặt quen thuộc với khán giả, nhưng là một trong những cái tên đình đám trong với tác phẩm điện ảnh nổi bật mang tên Rom, bộ phim với màn trình diễn thăng hoa vừa mặt hình ảnh từng nhân được rất nhiều lời khen ngợi từ truyền thông quốc tế. Dẫu đã có những thông tin về ekip sẽ hợp tác, nhưng thông tin về hoạt động tiếp theo của Jack hiện vẫn chưa được tiết lộ thêm. Tuy nhiên, trước đó 8 tháng 3, trên trang fanpage của mình, Đom Đóm cũng nhanh chóng xuất hiện là dòng hashtag khá thú vị kèm theo hình ảnh dự đoán ekip có nội dung hashtag L1TCT. Hiện tại, khán giả và fan đã bắt đầu những dự đoán riêng của mình, liệu đây có phải là tên bài hát mới hay một dự án lớn nào đó của Jack. Còn bạn có thích thú không về thông tin này? Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hôm nay là ngày 8 tháng 3, chúc cho tất cả các bạn nữ của chúng ta, các nữ đom đóm, hạnh phúc, vui vẻ, thành đạt và nhiều may mắn. Xin cảm ơn các bạn. Bye bye.